Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nông nghiệp 24 giờ được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên kênh VTC16. Chương trình ngày hôm nay sẽ được mở đầu với những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh đã có 227 ca Covid-19, sáng nay ngày 2 tháng 6 ghi nhận thêm 23 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 17 ca liên quan đến chùm ca bệnh nhóm Truyền giáo Phục Hưng tại quận Gò Vấp. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang có văn bản gửi Cục Báo chí Bộ Thông tin Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí không dùng từ giải cứu khi tuyên truyền về việc tiêu thụ nông sản nói chung, quả vải thiều nói riêng nhằm tránh hiểu lầm có hại cho việc tiêu thụ nông sản địa phương này. Việt Nam đã và đang đạt được những bước tiến quan trọng trong nghiên cứu vaccine phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng phối hợp cùng với Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai ngay các nhiệm vụ nghiên cứu đến các đơn vị. Một người đàn ông 41 tuổi ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc được xác nhận là người đầu tiên trên thế giới nhiễm virus cúm gia cầm chủng H10N3. Mở đầu phần tin tức ngày hôm nay sẽ là những thông tin liên quan đến đại dịch COVID-19. Thưa quý vị, trưa nay ngày 2 tháng 6, Bộ Y tế đã ghi nhận thêm 48 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID của đợt dịch thứ tư này lên gần 4.600 ca tại 37 tỉnh thành. Trong đó thì Bắc Giang 2.459 ca, Bắc Ninh là 891 ca, Hà Nội 416 ca và Thành phố Hồ Chí Minh 227 ca. Như vậy, từ khi dịch xuất hiện, cả nước đã có 6.200 ca COVID-19 trong cộng đồng, còn trên toàn thế giới thì đã có gần 172 triệu ca nhiễm, trong đó thì có hơn 153 triệu ca đã khỏi hoàn toàn. Tính đến thời điểm này, toàn thế giới có hơn 3.566.000 người tử vong và hơn 14 triệu người đang điều trị COVID-19. Trong 24 giờ qua, số ca mắc toàn thế giới đã tăng hơn 435.000 ca, số tử vong tăng 8.440 ca. Tại Đông Nam Á, trong ngày đã ghi nhận thêm gần 20.000 ca, trong đó Malaysia tăng 7.100 ca, Philippines tăng gần 5.200 ca, Indonesia tăng hơn 4.800 ca, Thái Lan tăng hơn 2.200 ca, Campuchia tăng 616 ca. Trở lại với diễn biến dịch tại Việt Nam, sáng nay Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết bệnh nhân số 5463 nữ 37 tuổi đã tử vong với chẩn đoán sau cùng là mắc Covid nặng, sốc nhiễm trùng, suy tim trên cơ địa, tăng huyết áp, bệnh thận mạn giai đoạn cuối. Bệnh nhân là con gái của chủ quán và là một trong 5 ca liên quan chùm lây nhiễm tại bánh canh O Thanh tại quận 3 mà ngành y tế đã phát hiện ngày 21 tháng 5. Đây là ca tử vong thứ 48 liên quan tới Covid-19 trên cả nước và là ca tử vong đầu tiên tại phía Nam tính từ khi dịch xuất hiện tại Việt Nam ngày 28 tháng 1 năm 2020. Cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh, vùng dịch nóng nhất nước lúc này với 227 ca mắc mới. Sáng nay, HCDC vừa ghi nhận thêm 23 ca nghi mắc COVID-19 mới, trong đó có 7 ca tại quận Gò Vấp, 6 ca tại quận Bình Thạnh. Trong đó thì có 17 ca liên quan đến nhóm Truyền giáo Phục Hưng ở quận Gò Vấp. Như vậy, hiện đã có tới 20 trên 22 quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận bệnh nhân COVID-19. Điểm sinh hoạt Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng ở quận Gò Vấp vẫn là ổ dịch lớn nhất thời điểm hiện tại với 219 ca. Từ ngày 27 tháng 5 đến hết ngày 1 tháng 6, thành phố đã lấy tổng cộng 277.841 mẫu xét nghiệm, trong đó có 3.770 trường hợp tiếp xúc gần, trong đó có 227.000 mẫu xét nghiệm giám sát đã có kết quả, 94.000 có kết quả âm tính và 180.000 đang chờ kết quả. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh dự báo sẽ có thể có thêm khoảng 500 ca liên quan đến ổ dịch Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng vì còn nhiều F1 trong các khu cách ly tập trung, nguy cơ dịch tiếp tục bùng phát ở Thành phố Hồ Chí Minh là rất cao, có thể lan đến các tỉnh thành lân cận. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 1,6 triệu công nhân và nếu như không được kiểm soát tốt dịch thì hậu quả sẽ rất khôn lường. Hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận 70.000 liều vaccine phòng chống COVID-19 từ chương trình tiêm chủng mở rộng và đang chuẩn bị kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm đợt 3. Thưa quý vị, tin vui về công tác phòng chống dịch, lần đầu tiên các nhà khoa học Việt Nam đã xây dựng thành công quy trình công nghệ giải trình tự hệ gen virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật giải trình tự gen đoạn dài PacBio. Công nghệ PacBio sử dụng để giải trình hiện là thiết bị duy nhất chỉ có ở Việt Nam. Các nhà khoa học của Việt Nam đã dùng để tiến hành giải trình tự toàn bộ hệ gen của 4 chủng virus SARS-CoV-2. Kết quả giải trình đạt độ chính xác lên tới 99,99%. Kết quả này cho phép các nhà khoa học Việt Nam giải trình tự hệ gen virus nhanh, chính xác mà không cần dựa vào trình tự gen tham chiếu quốc tế. Điều này cho phép các nhà khoa học nhanh chóng thiết lập được các phác đồ điều trị COVID-19 một cách nhanh chóng, giúp nâng cao khả năng dập dịch. Vâng, thưa quý vị, nhưng trước khi mà các biện pháp dập dịch khác có thể thành công thì việc mà ngăn chặn virus bằng việc thực hiện biện pháp 5K thì vẫn là những giải pháp cấp thiết. Ngoài ra, ngay tại hội trường sinh sống và làm việc của mình thì quý vị cũng hãy mở cửa, đảm bảo là có nắng, có gió thường xuyên, vệ sinh nhà cửa để có thể tiêu diệt virus, và nhất là lau rửa các bề mặt mà chúng ta thường hay tiếp xúc như là bám cửa hay là bàn ghế để có thể tránh lây nhiễm loại virus nguy hiểm này. Trở lại với thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, khi mà virus SARS-CoV-2 mới xuất hiện, thì virus này chỉ có thể sống ở điều kiện nhiệt độ thấp và ẩm. Nghiên cứu y khoa thế giới cho thấy trong môi trường bên ngoài, nếu vừa có nắng vừa nhiệt độ cao thì loại virus này sẽ chết chỉ sau 3 đến 5 phút. Điều này khiến hầu hết người dân tin rằng COVID-19 sẽ giảm lây lan trong mùa hè nắng nóng. Tuy nhiên, khi mà Việt Nam của chúng ta đang bước vào hè giữa thời tiết nắng như chảo lửa mà vẫn ghi nhận hàng trăm ca COVID-19 mỗi ngày. Ngay sau đây, các bác sĩ sẽ lý giải về điều nghịch lý trên. Bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam chỉ ra rằng, dù tiết trời rất nóng, nCoV có thể chết ở nhiệt độ cao nhưng không giảm lây truyền khi tiếp xúc gần. Ngoài ra, bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh cũng phân tích. Khi nắng nóng, mọi người hay tụ tập trong các môi trường có máy lạnh như quán cà phê, trung tâm thương mại để giảm nhiệt. Nhưng đây lại là nơi dễ lây truyền bệnh, kể cả khi hai người đứng ngoài nắng mà tiếp xúc gần, virus vẫn có thể lây. Chỉ khi đứng một mình ngoài nắng nóng hoặc tiếp xúc nhưng tuân thủ khoảng cách, virus mới bị tiêu diệt. Hiện Việt Nam ghi nhận rất nhiều ca nhiễm một ngày, chủ yếu ở Bắc Ninh, Bắc Giang, thành phố Hồ Chí Minh. Song các bệnh nhân này đã được cách ly từ trước. Vì thế, không loại trừ khả năng thời gian ủ bệnh của các bệnh nhân dài nên đến giờ mới phát hiện dương tính. Chưa chắc các bệnh nhân này bị nhiễm vào những ngày nắng nóng vừa qua hay là từ trước đó. Vâng, với sức nóng lên đến khoảng 40 độ C ở ngoài trời, lại thêm bộ đồ bảo hộ kín mít. Trong những ngày vừa qua thì hình ảnh các nhân viên y tế mệt đến kiệt sức nằm la xuống nền đất gạch hay là tấm lưng phòng rợp bỏng rát của các bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch đã khiến cho rất nhiều người dân không khỏi xót xa. Để hồi sức thì các bác sĩ nơi vùng dịch Bắc Giang đã phải dội nước đá hay thậm chí là treo các túi đá trước ngực, sau lưng để làm vơi đi cái nắng nóng và tiếp tục làm việc. Những hình ảnh chân thực nhưng đầy xót xa này đã được người dân tại tâm dịch Việt Yên Bắc Giang chia sẻ mới đây với lời cảm ơn sâu sắc đến những thiên thần áo trắng. Nhiều ngày nay, hình ảnh các nhân viên y tế dội nước đá lên người để hồi sức được lan truyền rộng rãi và nhận về rất nhiều quan tâm, động viên của cộng đồng mạng. Được biết, đây là các cán bộ y bác sĩ thuộc đoàn tình nguyện trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Nhiều ngày nay, hàng trăm cán bộ y bác sĩ của trường đã có mặt ở tâm dịch huyện Việt Yên, Bắc Giang để lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân và người dân ở thôn Mi Điền 3, xã Hoàng Ninh. Để giúp giảm phần nào sức nóng trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, các lực lượng hỗ trợ tại chỗ đã chuẩn bị các túi đá để đội ngũ nhân viên y bác sĩ chườm mát, làm dịu cơ thể để có sức chạy đua với thời gian hoàn thành xét nghiệm cho người dân. Được biết, trong 2 ngày 30 tháng 5 và 31 tháng 5, lực lượng y tế đã lấy hơn 4.000 mẫu xét nghiệm tại đây. Hiện vẫn còn hàng ngàn công nhân, người dân đang rất cần phải được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong thời gian sớm nhất. Vâng, và thưa quý vị, mới đây thì một nghiên cứu của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường cũng cho biết thêm là bên trong bộ trang phục bảo hộ phòng COVID-19, nhiệt độ sẽ cao hơn từ 0,5 đến 4,5 độ so với nhiệt độ môi trường. Đặc biệt là khi mồ hôi chảy ròng ròng, nhớp nháp sẽ khiến cho người mặc đồ bảo hộ vô cùng khó chịu. Để giảm bớt sự khó khăn cho các y bác sĩ, các cán bộ của Viện Sức khỏe lao động và môi trường đã nghiên cứu lắp thiết bị làm mát trong các trang phục bảo hộ và vừa qua họ đã tiến hành thử nghiệm. Với một chiếc quạt nhỏ gọn được buộc vào phía trong của bộ trang phục này thì người mặc sẽ cảm thấy mát và dễ chịu hơn rất nhiều. Thiết bị làm mát này được thiết kế với mức tối giản, gồm một chiếc quạt máy nhỏ kết nối với hệ thống pin sạc, có 4 cấp độ làm mát với thời gian sử dụng tối đa lên đến 10 tiếng đồng hồ. Chiếc quạt được buộc vào phía trong của bộ trang phục nên hoàn toàn không ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ của bộ trang phục bảo hộ Đây được đánh giá là giải pháp khả thi nhất, giúp cho không khí đối lưu, làm giảm nóng bức, khó chịu cho người mặc đồ bảo hộ. Theo tiến sĩ Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng Viện Sức khỏe Lao động và Môi trường, hiện Viện đã nghiên cứu thiết kế, chế tạo và đánh giá xong, cần có đơn vị hợp tác, tài trợ hoặc tiếp nhận chuyển giao để sản xuất số lượng lớn phục vụ công tác phòng chống dịch. Vâng, mặc dù rất nhiều khả năng có thể giúp giảm bớt sức nóng cho người mặc đồ bảo hộ, nhất là đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm căng mình chống dịch giữa cái nắng nóng cực điểm. Thế nhưng do nhiệm vụ chính của bộ đồ bảo hộ này là nhằm phòng tránh sự lây nhiễm virus lây lan từ người bệnh và môi trường cho người mặc nó, nên công tác đánh giá, nghiệm thu chắc chắn sẽ được ngành y tế tiến hành một cách nghiêm túc hơn, thận trọng hơn. Và trong trường hợp sản phẩm này đảm bảo an toàn, thì sáng chế này chắc chắn sẽ vô cùng hữu ích đối với những người hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác mà không chỉ riêng đối với ngành y hiện nay. Những nội dung đáng chú ý về thị trường nông sản. Thưa quý vị và các bạn, cả nước hiện có khoảng 30 tỉnh thành thường xuyên xuất khẩu nông sản qua các cửa khẩu của Lạng Sơn sang Trung Quốc. Nhưng từ khi dịch Covid-19 xuất hiện thì việc xuất khẩu nông sản phải đối diện nhiều khó khăn khi mà cả phía Trung Quốc và Việt Nam đều tăng cường các biện pháp phòng dịch. Tuy các bộ ngành và các địa phương đã tích cực tuyên truyền, nhưng trong thực tế thì nhiều doanh nghiệp xuất khẩu vẫn chưa quan tâm đúng mức để các quy định của phía bạn cả về quy định xuất xứ hàng hóa và quy định về phòng chống dịch. Do vậy mà tỉnh Lạng Sơn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan đang tiếp tục thực hiện nhiều những giải pháp để có thể tạo thuận lợi cho việc thông quan hàng nông sản một cách nhanh chóng và ổn định. Ghi nhận của phóng viên VTC16 tại buổi làm việc giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và tỉnh Lạng Sơn trong sáng nay. Trước diễn biến của dịch Covid-19, ngay tại cửa khẩu Tân Thanh và Hữu Nghị ở tỉnh Lạng Sơn, các yêu cầu về kiểm tra an toàn dịch bệnh được thực hiện một cách hết sức chặt chẽ. Đo thân nhiệt, khai báo y tế, thực hiện cách ly đủ 21 ngày với toàn bộ đội ngũ lái xe chuyên trách trước khi chở nông sản sang Trung Quốc đã được thực hiện. UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết đây là nhiệm vụ quan trọng của địa phương để góp phần vào việc tiêu thụ nông sản một cách thuận lợi. Tỉnh Lạng Sơn đề nghị các bộ ngành ở Trung ương trao đổi và sớm thống nhất với các cơ quan chức năng phía Quảng Tây Trung Quốc sử hình thức là sử dụng hộ chiếu vaccine đối với lại lái xe chuyên trách trong vận chuyển hàng hóa để đảm bảo an toàn, thuận lợi, tiết giảm tối đa chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Trong cuộc khảo sát và làm việc tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn sáng nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định tiếp tục cùng với các cơ quan của Việt Nam và Trung Quốc thực hiện các đợt làm việc, bàn bạc giải pháp để thông quan nông sản được nhanh chóng. Trong đó tập trung vào việc kiểm soát người vận chuyển hàng hóa và sắp tới là hoàn thiện nghị định thư về kiểm dịch thực vật giữa Việt Nam và Trung Quốc. Chúng tôi đã qua kiểm tra hai cái cửa khẩu Tân Thanh và Hữu Nghị thì thấy rằng các cái mặt hàng xuất khẩu ở đây là tương đối là thuận lợi. Ngay cửa khẩu Tân Thanh là một ngày là khoảng 300 xe, còn cửa Hữu Nghị là trên 1.000 xe. Lạng Sơn cũng đề nghị và phía bạn cũng đề nghị là nên trong cái điều kiện hiện nay là đã có cái vaccine để mà ngừa Covid thì nên có cái hộ chiếu tạo điều kiện thuận lợi để cho các cái lái xe có thể là được chích ngừa, có thể là đi sang chở hàng sang thuận lợi. Để trao đổi tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nông sản, nhất là các sản phẩm theo mùa như vải và đang mùa đấy nhập sang Trung Quốc đấy. Cho nên là phía Trung Quốc là cả hai bên là đều rất là coi trọng việc là xuất khẩu nông sản. Các bộ ngành liên quan tăng khẩn trương trao đổi ý kiến, tạo điều kiện thuận lợi. Tại các cửa khẩu của Lạng Sơn, trong trước mắt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cùng với Lạng Sơn và Bắc Giang mở một khu vực riêng dành cho luồng xuất khẩu vải thiều của Bắc Giang sang Trung Quốc. Điều này đang tạo thuận lợi để quả vải nhanh chóng được thông quan và không để tình trạng ách tắc nông sản ở cửa khẩu tái diễn. 6 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt trên 1,9 tỷ đô la Mỹ. Như chúng tôi đã thông tin, sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã có văn bản gửi Cục Báo chí Bộ Thông tin Truyền thông về việc đề nghị các cơ quan báo chí không dùng từ giải cứu khi tuyên truyền về việc tiêu thụ nông sản nói chung và quả vải thiều nói riêng, thì hiện tại một số điểm bán trên địa bàn thành phố Hà Nội cụm từ giải cứu cũng đã không còn được sử dụng khi phân phối nông sản của Bắc Giang, mà thay vào đó là cụm từ kết nối hỗ trợ. Đây là tài khoản Facebook của một nhóm thiện nguyện hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con Bắc Giang. Cụm từ giải cứu đã không còn xuất hiện trên các dòng trạng thái. Thay vào đó là cụm từ ủng hộ và hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Nhưng mà như nhóm của chúng tôi thì sẽ sử dụng cái từ là ủng hộ thôi ạ. Bởi vì là tôi cũng ý thức được rằng là những cái việc làm của các cái nhóm từ thiện mang tính chất là tự phát như thế này thì cái mức độ và cái quy mô của nó cũng rất là nhỏ, cũng như là cái sản lượng mà mình có thể hỗ trợ được bà con tiêu thụ ấy thì nó cũng không lớn. Vì vậy nên là gọi là từ cứu thì nghe nó hơi quá. Nên là chúng tôi cũng thống nhất là sẽ dùng từ ủng hộ. Đấy thì là sẽ là hỗ trợ và ủng hộ bà con để tiêu thụ nông sản của Bắc Giang. Từ thời điểm ngành nông nghiệp, chính quyền và người dân Bắc Giang kêu gọi không dùng từ giải cứu trong tiêu thụ nông sản, nhiều cơ sở phân phối nông sản tại Hà Nội đã quyết định tháo biển giải cứu. Tuy nhiên, lượng khách đến mua nông sản vẫn rất đông đảo. Mỗi ngày, cơ sở này đang hỗ trợ tiêu thụ từ 10 đến 12 tấn vải và từ 7 đến 10 tấn dưa hấu cho bà con tại Bắc Giang. Chị Tuyết, chủ điểm phân phối cho rằng, việc phân phối nông sản ở đây đơn thuần là tạo thêm một kênh phân phối nông sản cho bà con tại Bắc Giang. Vải Bắc Giang có hai loại, một loại là vải sớm, từ 20 tháng 5 cho đến khoảng mùng 10 tháng 6. Vải muộn thì từ khoảng mùng 10 tháng 6 cho đến khoảng đầu tháng 7. Thì rõ ràng là với cái vải muộn, vải đúng mùa đó là vải thiều, lục ngạn, thì chắc chắn là chưa phải là giải cứu. Bởi vì bây giờ mới bắt đầu đến mùa và chúng ta đang còn sản phẩm chưa ra nhiều trên thị trường, cho nên vẫn tiêu thụ kịp thời, không có vấn đề gì về giải cứu. Chính quyền tỉnh Bắc Giang cũng đánh giá cao việc thay đổi tư duy trong phân phối hàng hóa nông sản địa phương tại các điểm bán. Điều này đang góp phần tích cực trong việc đẩy mạnh xây dựng và bảo vệ thương hiệu nông sản tại địa phương. Đến tiêu thụ bà con nhân dân là chúng tôi hoàn toàn đồng tình ủng hộ, nhưng mà cũng mong muốn rằng là chúng ta mang một cái thông điệp đến là hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nhân dân ở Bắc Giang trong cái vùng dịch, chứ cũng không nên dùng cái từ giải cứu nông sản. Khi mà nông sản chúng ta có thì nếu mà để giải cứu tức là nó mang cái tính thụ động, nên là chúng ta tổ chức hỗ trợ là dành cái thế gọi là chủ động trong cái tiêu thụ nông sản. Và cụ thể như Bắc Giang thì tỉnh rồi các ngành tham mưu rất là chủ động trong cái việc là tiêu thụ nông sản, và đến hiện nay thì có thể nói là cái việc tiêu thụ nông sản diễn ra là có thể là suôn sẻ. Hiện tại trên địa bàn thành phố Hà Nội có rất nhiều điểm phân phối nông sản cho bà con Bắc Giang. Sản lượng phân phối trung bình từ 2 đến 10 tấn mỗi ngày. Dù rằng con số này không quá lớn, nhưng đã và đang tiếp sức cho bà con Bắc Giang chiến thắng đại dịch Covid-19. Kết thúc phiên hội nghị trực tuyến chương trình kết nối tiêu thụ vải thiều Bắc Giang năm 2021 do Trung tâm Xúc tiến Thương mại Bộ Nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp với tỉnh Bắc Giang tổ chức, đã có những hợp đồng đầu tiên được ký kết và người tiêu dùng Hà Nội thì hiện đã có thể mua vải thiều chất lượng cao của Bắc Giang tại Bixi Tăng Long với giá là 25.900 đồng 1 kg. Hệ thống loa phát thanh tại siêu thị liên tục giới thiệu thu hút khách hàng. Không những vậy, ngay từ khi hàng vừa được trưng bày đã thu hút một lượng lớn khách hàng tham quan và lựa chọn sản phẩm. Có cái mức giá như thế này thì là rất là hợp lý, thậm chí mà tôi có thể nói là trong siêu thị mà nó còn rẻ hơn cả ngoài chợ nữa cơ. Ngoài chợ thì giá nó cũng khá là cao đấy. Ở đây trong hôm nay tôi vào đây tôi thấy là giá là cũng rất là hợp lý. Mà quả biết cái tôi cũng xem qua rồi, quả rất là đẹp, ngon, mọng. Dự kiến trong tuần đầu tiên của tháng 6 đã có hơn 50 tấn vải của Bắc Giang sẽ được cung cấp cho hệ thống siêu thị Bixi & Go trên toàn miền Bắc. Tùy vào tình hình cái diễn biến của dịch bệnh để có những kế hoạch mà cụ thể hơn. Với chúng tôi thì một sản phẩm phải đảm bảo chất lượng, được tuyển chọn, đó là tiêu chí đầu tiên để chúng tôi lựa chọn sản phẩm vào trong hệ thống đại siêu thị Bixi và Go. Và bên cạnh đấy thì tất cả các sản phẩm của bán trên hệ thống của chúng tôi thì đều được kiểm soát rất là nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm nói chung, cũng như là giai đoạn này là kiểm soát về phòng dịch, thì các cái nhà vườn thu gom cũng như phương tiện vận tải, cũng như là lái xe đều đáp ứng các tiêu chuẩn mà Bộ Y tế cũng như là Giao thông Vận tải đã hướng dẫn. Việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại hệ thống các siêu thị bán lẻ uy tín trên toàn quốc là một trong những hoạt động quan trọng của ngành nông nghiệp trong bối cảnh toàn bộ nền kinh tế nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng đang phải gánh chịu rất nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cùng với Bắc Giang, về cả các cái tỉnh lân cận khác để chúng ta đưa hàng của bà con nông dân, đặc biệt các sản phẩm mùa vụ, đưa vào các cái chuỗi siêu thị, phân phối và tạo không gian mua sắm tiêu dùng cho người dân, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh nhưng vừa đảm bảo được cái giá trị của các cái sản phẩm nông sản mà các chuỗi siêu thị chúng ta thu mua, đảm bảo giá trị của người dân và đảm bảo kể cả lợi ích của các cái cộng đồng doanh nghiệp có liên quan. Cái thứ hai là ngoài bán trực tiếp tại siêu thị để hỗ trợ nông dân trồng vải, hệ thống siêu thị Bixi & Go lần đầu tiên sẽ tổ chức chương trình kích cầu tiêu thụ quả vải trên kênh online với tên gọi Ngày hội vải thiều. Chương trình diễn ra từ ngày 5 tháng 6 năm 2021 đến ngày 20 tháng 6 năm 2021 trên nền tảng thương mại điện tử thông qua các kênh của hệ thống siêu thị và đại siêu thị. Tổng sản lượng tiêu thụ qua chương trình này dự kiến khoảng 100 tấn. Còn bây giờ chương trình sẽ được chuyển sang những thông tin về tình hình xuất nhập khẩu đáng chú ý khác. Thưa quý vị thì các bạn, xuất khẩu gạo trong quý 1 năm 2021 của Việt Nam đã mang về cho nước ta trên 1 tỷ đô la Mỹ. Các chuyên gia thương mại dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam có thể khởi sắc trong quý 2 của năm nay bởi hiện nay vấn đề thiếu vỏ container đã giảm. Việt Nam không gặp quá nhiều áp lực về logistics như là Ấn Độ và nguồn cung lúa gạo thì đang dồi dào. Đặc biệt lúa hè thu của Việt Nam đang được thương lái hỏi mua và đặt cọc trước. Hiện khối lượng gạo xuất khẩu tháng 4 năm 2021 ước đạt 700.000 tấn với giá trị đạt 362 triệu đô la Mỹ, đưa tổng khối lượng gạo xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2021 đạt 1,9 triệu tấn với giá trị 1,01 tỷ đô la Mỹ, giảm 10,8% về khối lượng nhưng tăng 1,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu tiếp tục đà đi ngang, hiện gạo 5% tấm ở mức 493 đến 497 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm từ 468 đến 472 đô la Mỹ một tấn, gạo 100% tấm giá 423 đến 427 đô la Mỹ một tấn và jasmine từ 558 đến 562 đô la Mỹ một tấn. Từ đầu tháng 5, giá lúa gạo trong nước cũng có xu hướng ổn định ở mức cao. Cụ thể, giá lúa nếp Long An từ 5.100 đến 5.500 đồng 1 kg. OM18 bán ra với giá 6.400 đến 6.600 đồng 1 kg. Đài Thơm 8 có giá 6.400 đến 6.600 đồng 1 kg. Lúa Nhật từ 7.500 đến 7.600 đồng 1 kg. Vâng, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Mỹ vẫn tăng trưởng rất mạnh trong những tháng gần đây. Số liệu cho thấy liên tiếp trong 5 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu thủy sản sang Mỹ của Việt Nam đã tăng trưởng mạnh. Riêng trong tháng 3, giá trị xuất khẩu thủy sản sang Mỹ tăng đến 36% so với cùng kỳ của năm ngoái. Còn trong tháng 4, xuất khẩu thủy sản sang Mỹ tăng đến 64% so với cùng kỳ của năm ngoái, tương ứng với doanh thu 149 triệu đô la Mỹ. Trong đó, tôm và cá tra hiện vẫn là hai mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Trong 4 tháng đầu năm nay, giá trị tôm xuất khẩu đạt 198 triệu đô la Mỹ, cá tra xuất khẩu đạt 102 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, từ ngày 12 tháng 6 năm 2020, thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu lợn giống cấp ông bà bố mẹ từ Thái Lan với số lượng không hạn ngạch. Động thái này đã góp phần không nhỏ trong việc giảm thiếu hụt nguồn cung con giống ở trong nước, giúp cho người chăn nuôi tiếp cận được với nguồn heo giống chất lượng từ các nước có nền chăn nuôi phát triển. Qua đó, nâng cao năng suất và giảm giá thành sản xuất để ít bị ảnh hưởng khi giá lợn được bình ổn như hiện nay, cũng như giúp cho ngành chăn nuôi nước nhà phát triển một cách bền vững hơn. Hôm nay, ông Nguyễn Xuân Khả ở xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội đang đi bắt 10 con lợn nái bố mẹ dòng Đan Mạch nhập khẩu từ Thái Lan. Đây là lần thứ 2 ông Khả đi bắt giống lợn nái này về để sinh sản. Trước đó, 30 con lợn nái bố mẹ dòng Đan Mạch nhập khẩu từ Thái Lan mà ông bắt về đều đã sinh sản tốt với năng suất cao. Ngày xưa là mình cũng chăn rồi, 2015-16. Là mình cũng bắt lợn của trên nhà Thái Nguyên và cũng là sinh sản nó cũng không được như ở đây. Ở đây thì mình bắt lợn này là về cũng sinh sản là cũng đạt, đầu tiên là mình bắt là tháng 6 năm 2020 mình bắt một lô cũng đạt được bình quân gần 15 con trên một con nạ. Bên cạnh hiệu quả về năng suất thì một trong những yếu tố mà lợn giống nhập khẩu được nhiều người chăn nuôi hiện nay lựa chọn đó chính là vấn đề đảm bảo an toàn dịch bệnh. Đối với lợn nái bố mẹ dòng Đan Mạch nhập khẩu từ Thái Lan, trước khi được xuất ra thị trường đều đã được Chi cục Thú y vùng 1 và Chi cục Thú y thành phố Hà Nội kiểm soát 7 loại bệnh, bao gồm tai xanh, tiêu chảy cấp, lở mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi, dịch tả lợn cổ điển, xoắn khuẩn, sẩy thai truyền nhiễm. Nói chung là so với các giống lợn mà tôi bắt ở các trại trước thì cái trại này là quy trình kiểm soát về dịch bệnh là ngặt hơn, về khâu vệ sinh sát trùng là tốt, vì thế nên là ban đầu là cũng thấy yên tâm. Bởi vì lứa lợn này tôi bắt đầu tiên về thực tế thì có thể là nghe mọi người ta bắt trước, người ta đã quảng cáo là rất tốt, và bây giờ tôi bắt đầu tiên này về xem nuôi mà nó tốt thì tôi vẫn bắt tiếp cái giống lợn này. Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, từ giữa năm 2020 đến nay, các doanh nghiệp của Việt Nam đã nhập khẩu được gần 50.000 con lợn giống. Trong đó, giống lợn nái bố mẹ dòng Đan Mạch nhập khẩu từ Thái Lan đang có sinh sản tốt, trung bình từ 16 đến 18 con một lứa. Số heo cai sữa đạt từ 13 đến 14 con một lứa, tùy trang trại. So với nhiều giống lợn khác đang cao hơn từ 2 đến 3 con một lứa, mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn cho người chăn nuôi. Lợi dụng tâm lý sợ hãi của một bộ phận người dân trên mạng xã hội, những ngày gần đây xuất hiện một số quảng cáo bán bộ test nhanh Covid-19. Bộ Y tế cảnh báo người dân phải hết sức cảnh giác, không tự ý mua loại kit thử này về để tránh tiền mất tật mang. Tổ chức Y tế Thế giới đã phê duyệt vaccine Sinovac của Trung Quốc để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Đây là loại vaccine thứ hai của Trung Quốc được WHO bật đèn xanh sau vaccine có tên là Sinopharm. Chuyển sang nội dung về chăn nuôi thú y đang được nhiều địa phương quan tâm. Thưa quý vị, bệnh viêm da nổi cục lần đầu tiên xuất hiện tại Bình Định nhưng đang lây lan nhanh với hơn 300 con trâu, bò và mắc bệnh. Địa phương cũng đang thực hiện tổng hợp các biện pháp ngăn ngừa dịch lây lan. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bình Định, viêm da nổi cục xuất hiện vào cuối tháng 4 vừa qua tại huyện Phú Cát, sau đó lây lan nhanh đến huyện Phú Mỹ, rồi lây lan thêm một số huyện khác trên địa bàn. Ngành thú y các địa phương đã thực hiện cách ly gia súc bị bệnh, nghiêm cấm việc buôn bán trâu bò bị bệnh trong vùng có bệnh. Ngành thú y địa phương cũng đã mua 10.000 liều vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục và vận động các hộ chăn nuôi tiêm phòng cho trâu bò. Đến nay đã có 128 con trâu bò mắc bệnh đã khỏi. Còn tại tỉnh Nam Định, sau gần 4 tháng tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục, dịch đã từng bước được khống chế. Tính đến ngày 25 tháng 5, toàn bộ tỉnh Nam Định có 44 trên 60 xã thuộc 5 huyện, bao gồm vụ bản Nam Trực, Xuân Trường, Hải Hậu, Mỹ Lộc đã qua 21 ngày không phát sinh dịch. Trước đó, tỉnh này đã tổ chức thực hiện tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng toàn tỉnh trong tháng 4 và đã phân bổ 15.000 lít hóa chất sát trùng từ nguồn dự trữ quốc gia tới các xã. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân các xã, các hộ chăn nuôi đã chủ động mua 2.250 lít thuốc sát trùng và 72 tấn vôi bột để vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi, khu vực công cộng như chợ, bãi rác. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định đã phê duyệt kế hoạch và kinh phí mua 27.000 liều vaccine viêm da nổi cục, tiêm phòng cho đàn trâu bò. Các địa phương cũng đã thống kê chính xác tổng đàn trâu bò và chuẩn bị các điều kiện để tiêm phòng bệnh viêm da nổi cục ngay sau khi có vaccine. Tin vui với người chăn nuôi lợn, Việt Nam đã đạt được bước tiến quan trọng trong nghiên cứu vaccine phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Mới đây, trực tiếp khảo sát kết quả của nghiên cứu khả năng kháng tự nhiên đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đánh giá đây là hướng đi mới giúp hoàn thiện được hệ thống các giải pháp phòng chống căn bệnh đặc biệt nguy hiểm này. Từ thực tiễn tại một số ổ dịch tả lợn châu Phi, có một tỷ lệ nhất định lợn sống sót, thậm chí một số đàn còn được mô tả là khỏe mạnh bình thường ngay trong tâm ổ dịch. Các nhà khoa học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã nghiên cứu khả năng kháng tự nhiên đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi. Nghiên cứu được tiến hành sàng lọc trên 1.000 lợn sống sót sau ổ dịch tại 3 cơ sở chăn nuôi trên cả nước. Kết quả nghiên cứu từ sàng lọc cho thấy cá thể lợn nái đẻ đến lứa thứ 4 vẫn còn nguyên kháng thể dương tính. Đã chọn ra những đàn lợn mà có khả năng sống sót trong ổ dịch và cái đàn lợn đấy tiếp tục nuôi sinh sản và cái đàn con của nó vẫn có cái khả năng kháng rất là tốt, và thậm chí đàn con hiện nay đang được đưa vào để làm giống. Đáng nói hơn khi kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra một số trường hợp đặc biệt kháng thể kéo dài đến 12 tháng tuổi. Kết quả sau 17 tháng nghiên cứu cho thấy những tín hiệu khả quan. Thì đây là một cái mà mở ra một cái hướng mới, trong khi điều kiện chưa có vaccine, thì đây là một yếu tố rất quan trọng và có thể có được một cái dòng lợn mà có cái sức đề kháng tốt với hệ tự nhiên để có thể truyền lại cho cái đời con, và sau 6 đến 7 tháng sau vẫn là kháng thể. Đánh giá thực tiễn, kể cả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm phối hợp với các nước, các chuyên gia quốc tế, thì chúng ta đã hình thành được một cái dòng lợn mà có sức miễn kháng với bệnh dịch tả châu Phi. Công tác chọn giống vật nuôi kháng bệnh là một việc lâu dài, tuy nhiên lại có ý nghĩa quan trọng. Cùng với các biện pháp mang tính chủ động về phòng chống dịch bệnh như an toàn sinh học và vaccine, việc thành công trong chọn giống vật nuôi kháng bệnh sẽ hoàn thiện hệ thống các biện pháp phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi và mở ra hướng đi mới cho công tác phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi. Còn bây giờ chương trình sẽ được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác liên quan đến tiểu mục Chuyện làng chuyện nước. Thưa quý vị và các bạn, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hòa Vang của thành phố Đà Nẵng cho biết đã vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Tuấn sinh năm 1989, trú tại thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi về hành vi chống người thi hành công vụ, đâm sập chốt kiểm dịch Covid-19 và nhốt cảnh sát giao thông trên xe. Theo điều tra ban đầu, chiều 28 tháng 5, tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, ra hiệu lệnh dừng xe khách biển số 76B01022 của nhà xe Chín Nghĩa do Tuấn điều khiển. Tuy nhiên, Tuấn không cung cấp giấy tờ về địa điểm xe đi và đến, không đưa hết hành khách xuống để kiểm tra y tế và có hành vi cản trở việc kiểm soát của lực lượng chức năng. Đặc biệt khi tổ cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ, lên xe kiểm tra yêu cầu toàn bộ hơn 40 hành khách xuống xe làm thủ tục đo thân nhiệt, khai báo y tế, tài xế Tuấn đã đóng cửa xe, khống chế và nhốt một chiến sĩ cảnh sát giao thông trên xe, đồng thời cho xe lùi với tốc độ cao, tông vào lán chốt kiểm soát khiến lực lượng làm nhiệm vụ và những người đang khai báo y tế hoảng loạn. Lực lượng cảnh sát giao thông và công an huyện Hòa Vang đã lập tức có mặt, can thiệp và khống chế tài xế, tạm giữ 4 người gồm tài xế, phụ xe chống đối người thực thi nhiệm vụ. Trong những ngày gần đây, lợi dụng tâm lý sợ hãi của một bộ phận người dân trên mạng xã hội xuất hiện một số quảng cáo bán bộ test nhanh Covid-19. Bộ Y tế đã cảnh báo người dân phải hết sức cảnh giác, không tự ý mua loại kit này để tránh bị tiền mất tật mang. Theo những lời quảng cáo được đăng tải trên các trang mạng xã hội, những bộ test nhanh Covid-19 cho kết quả sau 15 phút kiểm tra có độ chính xác lên đến 99%. Đặc biệt, mức giá bán lẻ của những bộ test nhanh Covid-19 này có giá chỉ bằng một nửa so với mức giá niêm yết tại các bệnh viện. Hiện Bộ Y tế đang đề nghị các cơ quan chức năng điều tra về tình trạng buôn bán các bộ test nhanh này, đồng thời khuyến cáo người dân không được tự ý dùng mua theo quảng cáo khi các bộ test này chưa được kiểm định về chất lượng. Vâng, dịch bệnh Covid-19 lan rộng, số ca mắc mới tăng hàng ngày với hàng trăm người kéo theo số người tiếp xúc hàng ngày cũng tăng lên rất nhanh. Hiện trên cả nước, số người phải cách ly tập trung đã vượt qua con số là 150.000 người. Sau đây là một số thông tin cụ thể về những chi phí mà người cách ly tập trung có trách nhiệm phải chi trả. Trường hợp lựa chọn tự cách ly tại khách sạn, resort, người tự cách ly phải tự chi trả tất cả các chi phí dịch vụ theo đơn giá của khách sạn, resort. Trường hợp cách ly tại cơ sở do nhà nước điều phối được miễn các chi phí đưa đón, dịch vụ sinh hoạt. Tuy nhiên, người đi cách ly tập trung tại các cơ sở của nhà nước phải chi trả tiền ăn 80.000 đồng một ngày. Riêng đối với trường hợp cách ly là trẻ em, hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ miễn hoàn toàn mọi chi phí. Như chúng tôi đã nêu ở phần đầu của bản tin, thành phố Hồ Chí Minh đang trong đợt dịch thứ tư nghiêm trọng nhất từ trước cho tới nay. Một lần nữa thì những người bán vé số hay những người lái xe ôm lại lâm vào cảnh ngặt nghèo. Giữa lúc này thì nhiều cá nhân và tổ chức trên địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh đã có những hoạt động thiết thực nhằm giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Dịch bệnh khiến cuộc sống của nhiều người bị đảo lộn, thu nhập giảm sút. Từng có nhiều năm làm thiện nguyện, anh Nguyễn Thế Mỹ cùng các mạnh thường quân đã tổ chức nấu hàng trăm suất ăn, hàng ngày phát miễn phí cho những người bán vé số, lái xe ôm và những lao động nghèo. Gác lại mọi công việc, các thành viên trong gia đình và nhóm thiện nguyện của anh Mỹ đã cùng nhau dậy sớm đi chợ, mua đồ rồi nấu nướng. Cơm vừa chín là đóng hộp phát tận tay từng người. Tôi thì mỗi ngày làm từ 300 tới 500 phần cơm, thì hôm nay là làm 500 phần. Thì công tác chuẩn bị là đó là từ sớm, là 6 giờ sáng cho tới 11 giờ trưa là bên anh sẽ phát. Mọi người tới quán của tôi thì mọi người nhận một phần quà gồm một hộp cơm, một vài chai nước suối, một cái bánh ngọt. Có khi là thay đổi mỗi ngày, có khi là bún hoặc là bánh hoặc là trái cây hay là sữa. Để đảm bảo các yêu cầu về giãn cách xã hội, chính quyền địa phương cũng cử cán bộ xuống hỗ trợ nhóm. Thời điểm này thì tại các tỉnh Trung Bộ, nông dân đang bước vào vụ gặt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thì những người nông dân lại may mắn có được vụ xuân thắng lợi. Nếu như trước đây người nông dân quan niệm nhất nước nhì phân để có một vụ mùa bội thu, thì nay trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nhất giống nhì phân lại quyết định sự thành công của mùa vụ. Với giống lúa VNR20 chống chịu sâu bệnh tốt cho năng suất tới 8,5 tấn trên 1 hecta đã được Tập đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam Vinaseed đưa vào gieo trồng tại Thanh Hóa đang cho thấy hiệu quả đáng kể cho người nông dân. Những trà lúa xuân tại thôn Thành Sơn, xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đang chuẩn bị cho thu hoạch. Vụ này, nhà chị Vân Anh trồng thử nghiệm giống lúa VNR20 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam để kiểm nghiệm năng suất giống lúa. Dưới sự chứng kiến của những người nông dân trong huyện, chị Vân Anh cùng nhân viên của công ty sẽ tiến hành kiểm tra năng suất lúa trên 1 mét vuông đất. Cân 2 5 lạng nhá. Và kết quả thật bất ngờ khi cân trên 1 mét vuông lúa thu về 1,52 kg thóc. Đây là một cái giống lúa thuần, năng suất chất lượng, và qua cái dạng hình, chiều cao cây, bông lúa, tỷ lệ đã đóng hạt dắt và đặc biệt là cái bộ lá rất khỏe, sẽ chống được các loại sâu bệnh, chiều cao cây thì chống được đổ, cái mức độ thâm canh thì năng suất thì chúng tôi thấy rất phù hợp. Trong thời gian qua, huyện Thiệu Hóa đã tiến hành thử nghiệm giống VNR20 tại 8 xã trong huyện. Sau 4 vụ theo dõi, ngành nông nghiệp huyện này đánh giá đây là một giống có tiềm năng, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt và đặc biệt cho năng suất cao. Đối với vụ xuân thì thông thường tất cả các điểm của chúng tôi làm đấy đều đạt năng suất từ 375 cân cho đến 420 cân trên một sào, tức là tầm 75 đến 81 tạ trên 1 hecta. Còn đối với vụ mùa năm ngoái khi theo dõi thì chúng tôi thu được là 62 tạ trên 1 hecta. Về cái chống chịu sâu bệnh đấy, với cây lúa, với thân hình của cây lúa thế này, dạng lúa thế này thì hầu như là với vụ xuân này là một trong những vụ mà nhiều sâu bệnh nhất, chẳng hạn như là bệnh đậu ôn, bệnh khô vằn hay là bạc lá, thì hầu cái giống VNR20 này không mắc. VNR20 là giống lúa thuần năng suất, chất lượng cao được Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam Vinaseed nghiên cứu và chọn tạo. Giống lúa này đã được đánh giá ở tất cả các vùng miền trên cả nước. Đặc biệt đây là giống lúa cảm ôn nên có thể gieo cấy được cả hai vụ. Giống VNR20 cho năng suất rất tốt, trung bình đạt từ 7 đến 7,5 tấn 1 hecta, thâm canh đạt 8,5 đến 9 tấn 1 hecta. Ngoài ra, giống VNR20 thấp cây, chống đổ tốt, chống chịu được với các loại sâu bệnh và có phạm vi thích ứng rộng. Nhờ đặc tính này, tháng 9 năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng mới đối với giống lúa thuần VNR20 của Vinaseed. Tại Thanh Hóa, vụ xuân năm nay, Vinaseed triển khai chương trình liên kết sản xuất hơn 1.000 hecta, trong đó có 500 hecta là giống VNR20. Vinaseed ký hợp tác cung cấp đầu vào và bao tiêu sản phẩm, tập huấn kỹ thuật đầu vụ cho nông dân, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trên cánh đồng. Nhờ đó năng suất gạo đạt chất lượng cao, người nông dân yên tâm khi được thu mua giá lúa cao hơn thị trường. Công ty Vinaseed bao tiêu về cái sản phẩm của giống lúa này, bà con rất chi là yên tâm trồng. Tại vì khi trồng ra giống lúa đạt năng suất đã cao rồi và được bao tiêu sản phẩm một tạ ăn bằng 1/3 so với các cái giống lúa khác trên thị trường, tùy theo từng thời điểm của giá lúa trên thị trường. Chúng tôi thì cũng nhận thấy rằng là cái yêu cầu về dinh dưỡng, về an toàn thực phẩm rất là cao. Do vậy là chúng tôi liên kết với các hộ bao tiêu, các hộ tích tụ lớn để chúng tôi có thể có những điều kiện hướng dẫn chăm sóc với mức độ thuốc bảo vệ thực vật thấp để an toàn ngay trên từng hạt lúa chúng tôi thu về. VNR20 không chỉ là giống lúa cho năng suất cao mà còn đạt chất lượng tốt, hạt gạo trắng trong không bạc bụng, cơm trắng, bóng, mềm, vị đậm, ngon cơm. Trong thời gian tới, Vinaseed sẽ mở rộng vùng trồng, liên kết bao tiêu sản phẩm trên những cánh đồng tập trung để tạo ra sản phẩm lúa gạo chất lượng, an toàn tới người tiêu dùng. Vừa rồi là những thông tin trong nước mà chúng tôi vừa cập nhật. Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi những thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày mai ở khu vực Sơn La, Hòa Bình, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, cũng như các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên, tiếp tục có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt. Nhiệt độ các vùng lên cao nhất phổ biến từ 37 cho đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ như tại Chi Lê, Lạc Sơn của tỉnh Hòa Bình, khu vực Đường Láng tại Hà Nội, thành phố Phủ Lý, Hà Nam, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, Tây Hiếu, Đô Lương của tỉnh Nghệ An, Đông Hà, Quảng Trị, Ba Tơ, Quảng Ngãi và huyện Tuy Hòa của tỉnh Phú Yên. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến là từ 40 cho đến 60% và thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 10 cho đến 19 giờ. Đợt nắng nóng này ở Bắc Bộ có khả năng là sẽ kéo dài cho đến hết ngày mai mùng 3 tháng 6 và ở Trung Bộ từ ngày mùng 4 tháng 6 thì sẽ suy giảm dần. Thưa quý vị, hiện nông dân nhiều tỉnh miền Trung đang tiến hành cày bừa làm đất và bắt đầu vào đợt gieo cấy lúa hè thu. Với thời tiết nắng nóng đỉnh điểm hiện nay, để cây lúa đạt tỷ lệ sống cao thì bà con cần phải lưu ý dùng lưới đen che nắng cho mạ và tạo khum vòm có độ cao cách mặt luống khoảng từ 40 cho đến 50 cm. Bên cạnh đó thì bà con cũng nên duy trì lớp nước ở trên mặt ruộng từ 3 cho đến 5 cm để cây lúa không bị nóng và chỉ dẫn nước vào ruộng vào buổi sáng sớm cũng như là chiều mát, tránh tưới trực tiếp vào thời điểm trưa nắng sẽ gây hiện tượng sốc nhiệt cho lúa. Cuối cùng là những thông tin thời tiết cụ thể cho các vùng vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.